Xin kính chào quý vị khán giả, các cô, chú bác, anh chị đã đồng hành cùng kênh Bản Sắc Dân Tộc. Hiện tại thì em cái đang ở điển Bí Thư Già. Thì hôm nay thì độ thợ anh em đáng vào vận chuyển cái vật liệu để tiến hành, tới này tiến hành làm nhà trị so. Thì độ anh em cũng đã vào một chuyến rồi. Thì em cái vào đây cũng mua hơn 20 cái bao tải. Cái bao tải này em sẽ trích ra cái nguồn quý làm nhà của chị so để mua. Vì chị so cũng không có cái bao tải ấy, thì mình trích ra cái nguồn quý để mua cho độ để chở cái bột đá và tới này còn chở gạch. Hôm qua thì xe đã chở gạch vào hết rồi. Thì mấy hôm đấy thì nếu mà vận chuyển cái vật liệu hết thì sẽ tiến hành để là nhà của chị so. Hôm nay thì cũng có A Hầu đang ra giúp em thà và xúc cái bột vào cái bao. Hai người đó nhỉ, thà. Mẹ đâu? Mẹ sao mà không ra ở nhà làm gì? Em cái họ thà, em thà bảo là mẹ em thà đang ở cái chỗ điển nền nhà. Thì nữa độ anh em ấy trở vào đấy thì mẹ em thà sẽ đổ bột ở chỗ đấy. Phải hai người hót ở đây, còn một người đổ bên trong đấy thì nhanh. Thì độ này là độ thuê trước kia sang cái nền nhà chị so và lấy đá học của chị so. Thì vì cái độ đấy là rất làm công việc cũng rất nhiệt tình mà nhanh nhẹn, vận chuyển cái gì thì cũng rất là nhanh. A Hầu xác định vào không? Đây. Xếp vào gọn. Quý vị, bây giờ chị so đang ở đây. Chị lấy cái gì ở đây đây? Không đấy chị à? Mổ về. Lấy gà cho thử thử. Cá thăm. Đây. Quý vị, em cái xem nào. Đây là chị so đang lấy mì mén. Vì em thà sáng nay cũng ra sướng rồi. Thì chị đang ra chuẩn bị mì mén xong là ủa thôi còn thấy cả những chí gì đâu mà cả chí thì giờ tin trở về chí lìa về chí có gì là đấy à, nghe em thà bảo là mẹ em thà đang ở cái nền nhà nhưng mà hóa ra là chị so cũng ra đây để hóp cái bột đá vào bao. Thì chắc ở cái nền nhà thì tí nữa sẽ phân ra một ngựa để chú đấy đổ là mò thì thà bà mà chẳng muốn thì hai nè 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 ở nhà. Nãy giờ chỉ mới chở trâu này. À, ta chỉ mới chở trâu. Nãy giờ. Nãy còn lại thì nó dài dài, tiếc thử sao có gian tối dài. Cái nè này, dùng ôi thì tàu là. Để cọ mù hô ấy, hô trên nét tua này giảm mù dễ thì chờ, nên chỉ ít được một đòn thua. Thôi, yên chỉ nếu chẳng lấy thì phải coi nha cho nha chưa nào mà còn lâu giờ nói thì mình đây thua. Giáo kia. À sao giống gì chơi đá? Đào, nên cái tàu bị. Cả đây cái lót phải là muốn thổi cái cam, đâu chơi. Ta còn thấy mốt đùa theo như gì trước đó. Ủa chỉ dành dạo nên ủa dành mới dành đâu à. Có thì lúc ta kia rồi, chú sao có gian gì vậy? Ủa, ta dù nhó dù lâu ủa thế đâu ủa dù gì ta đã đọc kia tên mua mà nhập đang được nó chạy mua hả có là cần ta là sao làm mà cho tôi nhảy sát mà à nó phát ra lấy rồi thì mua Mua cái gì?
cordeiro rua Jauli. É a vizinha dele, né? Ah, eu để chỉ bộ chân chỉ có xì cho màn đầu rồi anh em rồi không? Lúc này gặp bớt thiên này, đây dùng cái chân mới dùng chứ. Bây giờ làm thế nào dùng giờ bớt ca, ca mà yết tua xem là hết ca. Nên mới cho sau. Bây giờ có khi tao khi tao giờ lấy cá ăn tàu biết đi hát mà ngỏ tàu vua u sa ô ha gì nghe chỉ chuẩn cả đá xem gì mà xem à tàu vua tàu vua cái lát thét tiếng cho lòng yêu bên nước là chân đất rồi. Mày hai. Đây, cái đội anh em đã chở được 2-3 chuyến rồi. Bây giờ thì cái chú ấy, cái tiền được hỗ trợ cho chị So vận chuyển cái vật liệu của chị So ấy vào đến tận nhà thì cái được cái sự tài trợ của chú Phong Bùn ở bên Mỹ đã hỗ trợ cái khoản tiền hỗ trợ vận chuyển cái vật liệu của chị So. Thì hôm nay cái đội anh em thì đã chở cái bột đá trước, thì chắc ngày mai anh Cơ ơi, mai mới chở cái gạch à? Thì khóa hết, vì khóa cái bột này gạch tất cả. À, cái đi cũng được cái sự tài trợ của chú Phong Bù và hỗ trợ cái tiền đấy.
quý vị, A Hầu đã giúp chị So đã sửa cái đường này. Thì xe máy sẽ chở đi vào ở dưới. A Hầu ra đây, sáng nay ra sớm làm đây à? À. A Hầu cũng rất là chịu khó. Làm cái công việc gì của chị So thì A Hầu sẵn sàng để giúp hết. Vừa đi giúp chị So hóp bột bột đá, xong lại vào đây giúp sửa đường. Tí nữa xe máy xuống cái này đi vào không? Vậy ạ. Em cứ ấy đây tập nó tiếng kinh nhá, tiếng phổ thông nhá. À. Em biết nó tiếng phổ thông không? Ừ. Có không? Ừ. Biết không? Thả đây, thả tao. Thả? Có thả vì cho chi đi mà. Có thả. Ừ. Rồi phép mỹ đủ đi bóp bó cho nó. Đó này. Còn anh Ngọc với em, anh cái đi một thời gian chắc cũng biết phải không? Tiếp xúc được nhiều nó đi. Giao tiếp đi. Đây quý vị, sáng nay thì đội anh em cũng đã vận chuyển được anh cơ nhở, ở đây thì chắc có được 2 khố dứa nhở. Đúng rồi. Cũng đã chở hết được 2 khố dứa rồi. Thì hôm nay xe thì chở được 6 khố thôi, chỉ chở được 2 xe. À, mua xong rồi ạ. Mẹ đó, ông vẫn đi đâu này? Đúng là có A Hầu cũng tiện gần đây sửa đường xong rồi giúp đổ ở đây. Xoay, A Hầu. Cho nhanh thế. Đổ anh em này muốn đổ ở đây. À, chị So với em Thả đang xúc ở dứa. Đây cái đội anh em, anh Cơ này cũng đang đi chuẩn vật liệu à, để về đây ăn sáng. Thì sáng sớm này đi ra làm sớm rồi thì cũng về ăn sáng. Bây giờ cũng là 9 giờ để ăn sáng tí. Hay về đo chứ, không đo mà là ăn cái gì ơi. Cứ ăn đi, ăn thoải mái mà, mình ăn mình mấy cơm rau thôi, không phải ăn thịt đâu anh. Ừ, được rồi. Mình làm công ở đâu thì ăn cơm ở đó. Không thể mang cơm nhà mình được vì nhà ở xa. Ok. Em biết là thuê cho các anh làm rồi nhưng mà một bữa cơm trưa thì chắc chị So cũng sẽ hỗ trợ được. Thiệt thở. Đây, gà đấy. Ít phát rồi mình đây. Quý vị, cách ăn uống của bà con vùng cao rất là đơn giản. Chị một thau cơm, một thau mì mén. Một bát ớt thôi. Ơ, hai bát rồi bà. Hay dừa hết cho hai bát luôn. Anh Cơ cũng biết đấy nhỉ. Giao tiết nó tiến phổ thông nhỉ. Đây là đội anh em cũng 5 người thôi. Cũng tranh thủ về ăn sáng một lúc xong lại xuống điểm bí thư già lại tiếp tục vận chuyển cái vật liệu của chị So. Phao bây giờ đây thật thà chở xong rồi chạy chạy. Ăn bát đi anh Cơ. Không ăn luôn. Dùng bát đi. Không dùng đâu. Dùng bát đũa để thố quên. Ôi giời, cái đũa, dùng cái gì cái đũa. Đây quý vị, thì em cái đi vào nhà nào em cái cũng tuyên chưa rồi nhưng mà thố quên của bà con cũng đã dùng quên cái thìa rồi, ăn vào cái thìa ăn trông vào cái bát. Quý vị khán giả nhìn trong đấy thì rất là mất vệ sinh. Coi như là bẩn thật, ăn uống thế này thì lại mất vệ sinh thật, nhưng mà bà con đã thố quên rồi thì dần dần thôi. Vì người ta bảo ăn, bà con ấy cũng hay nói bảo là ăn cơm thì sẽ dùng bát đũa, nhưng mà ăn mì mén thì hay chăm cay nhiều ấy thì mới dùng cái thìa thôi, mới mua để ăn thoải mái hơn. Bây giờ khép bếp thế nó đơn gió ra đang chuyển về bếp không nó mỏ thế. Nói chung là
这个你关键下边，你看。好，干啥？给我那套关键。弄大泡沫就套了，套。太贵了。太贵了。套。太多了。哎。 不能好叫了，嗯，老板老板，不辣吗？嗯，不辣。现在叫阿弟，嗯，多少钱？好价。阿弟要好价了，你就要从这个地方。哈哈哈。好没？不辣好大高啊，也没。不辣好，我就二十几嘞。 Đây em thấy là bà con vùng cao này cách ăn uống rất là đơn giản, vì ăn không có một cái gì, chỉ có bắp bình bén với rau cay, nhưng mà ăn rất là thoải mái, vui vẻ. À, chỉ có bắt ớt à, múa thôi, chốn mình ăn rất là thoải mái, không phải nghĩ ngợi gì mà cơm nước thì cái gì hết, toàn ăn rất là đơn giản thôi. Em cái nhìn bà con à, nhìn anh em này ăn cũng rất là ngon, nhưng mà em cái nghĩ là giờ này cũng là 9 giờ rồi, vì sáng nay anh em cũng ra sớm thì cũng rất đó à, lúc mình đó ra thì ăn cái gì cũng cảm giác rất là ngon. Sao cơm người ta bớt láo thế? Nhỏ lô đi. Được lô. Ây dồi. Một tên mà bọc hắn này là tá ra láo cái phí. Này đừng có chơi cổ rau mà. Mới tả đi. Chơi cổ tiên tiên tiên. Ừ, phải đó. Hát đó thiếu cảnh nơi đó. Tao sẽ chủ dân đi chỗ. Ôi, tao đó. Tao đi. Là mua phép phun mà mà. Ngày là mua cuốn coi giờ, hãy đây thì nó nông rồi, chửi mà cho anh nhẹ nè. Căng thử với cho anh căng thử tay. Bây giờ thì em cái vào đây cập nhật cái nền nhà của chị So một lượt, vì trong một cái thời gian qua trời rất là mưa, em cái sẽ cập nhật qua cho quý vị xem. Đây vật liệu của chị So thì hôm nay cũng tiến hành vận chuyển cái bột đá và gạch vào đây, mà mai kia sẽ mua xi vào đấy, thì tới này sẽ tiến hành để đào móng xây nhà của chị So. Thì cái nền nhà của chị So lúc đầu thì cứ
em cái nghĩ ấy, hoặc bà con anh em cũng nghĩ bảo là cái chỗ này thì có tả ly cũng rất cao, chị sợ là sập, nhưng mà trong một cái thời gian qua rất mưa to nhưng mà vẫn cái tả ly này vẫn không sờ được. Đất này cũng có đá ở đây cũng rất cứng mà. Ở bên đằng này thì dự kiến để vật liệu, đống này thì đá học ở đây. Vì cái nhà của chị So thì cũng rất hẹp, thì mình sẽ vận chuyển vật liệu để một bên, xong đào móng, xong tiến hành xay cái móng xong. Thì bây giờ thì em cái sẽ cập nhật cái gian nền nhà của chị So một lượt cho quý vị xem rồi. Thì bây giờ cũng khá muộn, đến giờ cơm trưa xong. Thì em cái cũng mua cái con gà được cái sự tài trợ của anh Thảo ở bên Mỹ. Đã mua con gà này thì nó A Hầu để làm cơ cho gia đình chị So. Và tiện hôm nay cái độ anh em chở vật liệu cho chị So vì nhà xa quá không về đến tận nhà ăn cơm được. Thì cái con gà này thì làm trong gia đình chị So ăn tiện mấy anh em cũng mời bữa cơm trưa. Thì A Hầu anh em mình cứ đi thôi nhỉ. Vâng.